nay là thích cắt để thu cái đất đồi, là đất đồi sau thì vào bây. Còn bên này là khu công nghiệp, đây là khu công nghiệp nó rộng mênh mông này, các gói cát nó đang san lấp, đang làm hạ tầng. Đây đang thi công lớp nền thượng K98 mà lớp ở phía dưới kết cấu mặt đường đấy. Đấy, lớp cấp phối đồi. Cấp phối đồi thì ở đây thoải mái đúng không? Lấy vận chuyển thoải mái. Hay là mua ở đâu? Cái này hiện tại như vừa rồi là đúng ra là mua trên Bắc Giang, nhưng mà có liên quan là cái gì vừa rồi lấy cũng nguồn đây là đất của thằng Sao Đỏ Chí Linh. Chí Linh Hải Dương. Có cái tàu sao cái đúng đất kia là vì là lấy sẵn ở đấy. Ra về nguyên tắc làm đất là không được lấy đất rẻ vậy đâu. Đúng rồi. Là liên quan đến mưa gió. Đây là đoạn đầu cầu này thì xử lý cọc cát, xử lý đất yếu, bên là đất yếu bằng cọc cát, bằng cọc cát, giếng cát, giếng cát. Và gia tải bằng bây, cấp phối đá dăm. Đúng rồi, thì nâng ngắn thì mình cũng lấy bây về mình ủ luôn. Thế sau ví dụ như là cái cấp phối đá dăm này mình tận dụng mình làm đất đắp vật liệu đường đầu cầu luôn. Đấy, làm cả cái phần này luôn này. Ừ, tận dụng luôn để làm vật liệu đắp đường đầu cầu luôn. Hai bên luôn. Ừ. Chỗ này phải đắp cao, mình nhìn sơ sơ phải tầm mười mấy mét nhỉ, đường đầu cầu là phải tầm nói chung là theo vị trí đất đai, theo vị trí cũng tương đối. Vậy chỗ này thì vẫn lắp các cái ống quan trắc lún đúng không, ở hai bên này quan trắc lún nền đường, nền đường gia tải ở hai bên vai đường và tim đường. Cơ bản là cái công trình nó ngắn nhưng mà nó cũng đầy đủ gần như là tất cả các cái hạng mục. Nếu mà tính ra thì tuyến chính là một cây hai. Cây hai. Còn tuyến nhánh là mỗi bên là 600 mét. À. Như vừa nãy là một bên nhánh mình đang làm rẽ ra đây là rẽ bên phải. Rồi. Thì là 300 bên theo chiều về phòng ấy. Hai bên quốc lộ 5 thì là mỗi bên 300. Còn từ bên phía về Hà Nội thì mỗi bên 300. Cái này là hoành tráng rồi, nút giao này là hoành tráng rồi. Nhưng mà cái đường tỉnh 394 trông nó nhỏ quá nhỉ? Gọi là điểm thôi, chứ không phải là gì. Điểm giao cắt của mình ấy. Điểm giao cắt cục bộ vị trí thôi. Thế còn phía bên trong kia nữa là cái gì? Dự án gì? Đấy là khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng. Khu công nghiệp Phúc Điền là mở rộng à? Đấy đấy. Tất cả đang săn lấp rồi. Có, mình cũng đoán thế, mình cũng đoán là đấy là khu công nghiệp. Và đường điện đi trước kìa. Kia là V-Ship này. Đây là V-Ship Hải Dương à? V-Ship đây to đúng không? Biển này. Thế này là ngon rồi, này là đầy đủ, đạt được đầy đủ tất cả các mục tiêu rồi. Đây, tấm bê tông gia cố mái ta luy này. Đây, cầu sắt 2, cơ bản hoàn thành rồi. Xong được hết cái bản mặt cầu rồi. Dưới đây máy xúc đang sếp ơi. Máy xúc chỗ này làm cái món gì đây? Đào chân khay à? Chân khay ra tận đấy cả. À, chân khay của mái thôi đúng không? Gia cố đường đầu cầu. Giật cấp rồi, ok. Úi. Thế phải tầm mười mấy mét. Chân khay này. Đấy sao đây anh? Đây thì hạ một kè ở bên sông này nhá, hai bên sông đều có kè đây. Kè bên này thì cơ bản làm xong được phần chân khay và san được cái nền rồi.